ra quyết định rất là nhanh. Còn bạn nói cả ngày người ta vẫn không mua, có không? Thì đó ở đâu ra? Cái đó gọi là kỹ năng tạo sức, sức hút, sức ảnh hưởng đến người khác. Bực mình, các bạn làm tôi bực mình. Đừng có giỡn chơi với tôi, làm sao tôi nói tôi sẽ đuổi đi.